Đó, người đàn ông bị cảnh sát bắt. Sau đó nữa, anh đã bị gán tội danh cưỡng hiếp và giết người. Nhưng không ai chú ý tới, người đàn ông kia thực sự muốn cứu cô bé đó. Cũng không ai để ý, anh ta là một bệnh nhân có vấn đề về trí tuệ, tuy lớn nhưng tâm hồn như một đứa trẻ. Đây là một vụ án oan của thế kỷ, lại được quay thành một bộ phim đầy tình người và có số vé bán ra cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Đó chính là bộ phim nổi tiếng Điều Kỳ Diệu Ở Vòng Giam Số 7. Nam chính tên Lee Jong-gu tuy có vấn đề về trí tuệ nhưng lại rất lương thiện. Jong-gu vô cùng yêu thương con gái mình. Sau khi bị bắt, cảnh sát lợi dụng sự vội vã và tâm lý muốn về nhà chăm con gái của anh, lừa anh nhận tội là có thể về nhà, khiến anh ta vội vàng nhận tội. Tòa án sơ thẩm phán anh ta tội tử hình. Anh ta bị đưa vào phòng giam số 7. Vừa vào tù, cảnh sát trưởng nghe được tội danh của anh, dù anh ta đánh một trận nhớ đời đến phòng giam. Trong đó đã có 5 tội phạm rồi, có lừa đảo, có trộm cướp, có ác bá. Còn đại ca ở đây là một kẻ thuộc xã hội đen. Họ thấy đầu óc Jong-gu có vấn đề nên đã cướp giấy phán quyết của Jong-gu. Vừa nhìn tội danh đáng sợ như vậy, lại bắt anh ta đánh một trận nữa. Từ đó, ngày nào Jong-gu cũng bị bắt nạt, bị cô lập. Anh ta chỉ có thể ngồi một mình một chỗ, dùng cành cây viết tên con gái mình trên đất. Chính vào ngày đó, anh ta chú ý thấy một người kỳ quái mài một chiếc bàn chải đánh răng kỳ lạ, càng mài càng nhọn. Sau đó chiếc bàn chải được đưa cho đại ca trong đám người. Trong mặt hắn dữ tợn, nhìn về phía xa, Jong-gu nhìn qua, chẳng phải đại ca của phòng số 7 kia sao? Đại ca bên này đã đi về phía đại ca phòng số 7 trước ánh mắt của bao người, định đâm anh ta. Hắn chạy nhanh tới, Jong-gu xông qua ngăn đại ca lại, còn mình thì bị đâm bị thương. Đại ca đánh tên kia lăn ra đất cho đến khi giám ngục tới. Sau đó Jong-gu về lại phòng giam, băng gạc trên bụng vẫn còn chảy máu. Đại ca nói, cậu đỡ giúp tôi một lần, tôi có ơn với cậu chắc chắn tôi sẽ đền đáp, cậu có muốn gì không? Thì ra đại ca này là một tên biết tuốt trong tù, không có thứ gì là anh ta không mang vào được. Anh ta lợi dụng công việc sản xuất bóng trong tù. Trong thời gian hoạt động, anh ta giả vờ ném bóng qua tường để bóng ra bên ngoài, bên ngoài lại ném vào một quả bóng khác. Trong quả bóng mới có đủ các vật dụng cấm, nhưng đáp án Jong-gu đưa ra lại là một nhiệm vụ khó khăn. Anh nói muốn gặp con gái mình, đây đúng là một việc rất khó, nhưng đại ca chưa từng nuốt lời. Anh ta mau chóng lên kế hoạch cho hoạt động hát thánh ca, mời một đám người đến hát hò nhảy múa, trong đó còn có các bạn nhỏ. Trong số các bạn nhỏ còn có cả con gái của Jong-gu. Không lâu sau đó, cô bé được lén đưa đi, bỏ trong thùng cát tông, đưa tới phòng giam số 7. Các phạm nhân mở thùng cát tông ra, trong đó có một cô bé. Cô bé thò đầu ra, mọi người đều mỉm cười. Cô bé nhìn quanh, tìm thấy bố mình đang ngồi trong góc. Bố hét to, bỏ qua, ôm chặt lấy con gái mình. Cô bé vừa khóc vừa đánh anh ta và nói, người bố bị nhiệt trí không ngừng xin lỗi, nhưng anh ta thật sự không hề làm sai điều gì. Hai người khóc càng ngày càng lớn. Có một người không chịu nổi nữa, anh ta sợ bị phát hiện, sợ bị tăng hình phạt, đã gọi giám ngục tới tự thú. Cô bé xin anh ta đừng làm vậy. Những phạm nhân khác cũng ngăn anh ta lại, nhưng anh ta vẫn gọi giám ngục tới. Cô bé chạy tới cửa phòng giam và ngồi xuống. Giám ngục đến cửa phòng giam, không thấy được cô bé. Ông chú đang định nói thì cô bé nắm lấy tay anh ta, rưng rưng nước mắt nhìn anh ta. Con người dễ mềm lòng, nhân vật suy nghĩ mãi, anh ta đổi ý, cho tôi xin cái bánh mì đi, tạm thời thoát được nguy hiểm. Cô bé lại ôm bố mình. Cô bé hiểu chuyện rồi, không phát ra tiếng động nữa. Các bạn tù đều rất ngạc nhiên, một người đàn ông có vấn đề về trí tuệ lại sinh được một cô con gái thông minh lanh lợi thế này. Có một ông chú đưa sữa của mình cho cô bé uống. Cô bé hỏi bố mình, sao bố lại ở đây, bố là người xấu sao? Jong-gu nói, mấy người này đều là người xấu, bố không phải, khiến mọi người đang ngồi đó cực kỳ bối rối. Tiếp theo lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Đội hát thánh ca đến nhà giam thăm tù đã ra về trước, cô bé không thể trà trộn vào trong đó trốn ra ngoài. Từ đó cô bé bị ép ở lại phòng giam số 7. Người bố nhược trí và con gái rất vui, nhưng mấy người đàn ông còn lại thì sầu tím người. Hai người kia nghĩ đủ cách để giấu cô bé, ba người còn lại thì nghĩ nát óc cách đưa cô bé ra ngoài. Nhưng cô bé cũng mang lại cho phòng giam số 7 rất nhiều tiếng cười. Nhà giam vốn đã lạnh lẽo, nhưng nhờ có sự tồn tại của cô bé trở nên tràn ngập ánh dương. Các ông chú vốn hung dữ lại trở thành những ông bố hiền lành và cực kỳ yêu thương cô bé. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc chẳng được dài lâu. Trong một lần kiểm tra phòng giam đột xuất, cô bé bị đội trưởng đội giám ngục phát hiện. Đội trưởng nổi trận lôi đình, lôi Jong-gu ra. Jong-gu lại nhả suốt cả quãng đường, mưa to quá, con gái sẽ bị cảm mất. Đội trưởng càng tức giận hơn. Lại là một trận đánh thường sống thiếu chết. Jong-gu bị phạt nhốt vào phòng kín, con gái bị đưa ra ngoài. Chuyện này chưa qua, chuyện kia lại tới. Tin tức của người trà trộn vào tù truyền ra. Một phạm nhân nhân cơ hội đó gây ra hỗn loạn, trộm bình xăng phóng hỏa, nói muốn thiêu cháy nhà tù. Đội trưởng đành đích thân đối chất với hắn. Lửa cháy càng ngày càng lớn, phạm nhân lại phát điên không chịu đi. Đội trưởng một lòng muốn cứu người, chỉ đành xông vào hỏa hoạn kéo hắn ra. Jong-gu bị sơ tán qua nơi này, vừa hay nhìn thấy đội trưởng đã bị ngất vì khói. Anh ta cũng muốn cứu người, xông vào trong. Sau đó đội trưởng tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói cho anh ta là Jong-gu nhục trí đã mạo hiểm tính mạng cứu anh ta. Đội trưởng nhìn về phía Jong-gu bị bỏng khắp người, còn đang ngáy ngủ. Anh ta bắt đầu nghi ngờ và quyết định báo ơn, cho phép Jong-gu và con gái gặp nhau. Nhìn thấy hai người cách tấm thủy tinh vẫn lưu luyến không rời, lại thấy vẻ mặt đau buồn không hề giả dối của con gái Jong-gu khi anh ta bị kéo đi, đội trưởng bắt đầu thay đổi cách nhìn về Jong-gu. Một phạm nhân mang tội danh đầy ác độc sao có thể mang đầy tình yêu thương như thế. Sau đó đội trưởng nghe nói cô bé bị ốm, nhớ bố mình không ăn không uống, anh ta đến bệnh viện thăm cô bé. Cô bé khóc mà nói, đội trưởng không trả lời được, quay người đi.
Hôm đó có một thùng cạc tông được đưa tới phòng giam số 7. Một cô bé nhảy ra là con gái của tội phạm Nhật Trí Dông Gu. Anh ta lập tức ôm lấy cô bé, vừa khóc vừa cười. Giám ngục ngồi bên cạnh nói, đây là đội trưởng sắp xếp. Thì ra đội trưởng đội giám ngục trông có vẻ lạnh lùng kia lại có trái tim ấm áp. Sau đó Dông Gu mang theo lòng biết ơn tới đáp lễ. Đội trưởng gọi anh ta lại, hỏi tại sao anh ta lại giết cô bé kia. Dông Gu không nói được gì cả. Đúng vậy, anh ta có vấn đề về trí tuệ mà, sao anh ta có thể giải thích được chứ. Đội trưởng bắt đầu điều tra vụ án này, tìm được tài liệu lúc đó, phát hiện ra giấy nhận tội của Dông Gu. Xuất hiện điểm nghi vấn rồi, sao một người đàn ông mang trí tuệ của đứa trẻ 6 tuổi lại viết được giấy nhận tội chứ. Trong tù, các bạn tù của Dông Gu cũng tra án từ xa. Họ dùng đủ các manh mối dựng lại hiện trường, dần dần làm rõ chân tướng. Cô bé nạn nhân đi dưới thời tiết âm 18 độ, không cẩn thận bị trượt chân, bị ngã ngửa. Vì đeo ba lô nên não sâu bị đập xuống nền đất, cô bé tử vong ngoài ý muốn. Vậy tại sao Dông Gu lại mở khóa quần và môi kề môi với cô bé? Thì ra đây là phương pháp cấp cứu Dông Gu từng được học. Lúc đó anh ta đang cứu cô bé, nhưng cô bé này lại là con gái của cục trưởng cảnh sát. Bị gây sức ép, cảnh sát phải mau chóng phá án nên đã tạo ra một vụ án oan động trời. Đội trưởng đội giám ngục đến gặp cục trưởng xin được điều tra lại vụ án, nhưng cục trưởng lúc này đã bị nỗi đau mất con và thù hận che mờ lý trí, không quan tâm tới sự thật có người phải chết. Vụ án chuẩn bị có phán quyết cuối cùng, đây cũng là cơ hội cuối cùng của Dông Gu. Các bạn tù sợ Dông Gu nói sai, đã viết cho anh lời khai, ngày nào cũng kiểm tra học thuộc, cuối cùng cũng tới ngày mở phiên tòa. Nhưng không ai ngờ tới, trước lúc ra tòa, cục trưởng lại vào phòng của Dông Gu, lại ra tay đánh anh một cách tàn nhẫn và nói với anh, hãy nhận tội đi, nếu không tao sẽ cho con gái mày chết như con gái tao vậy. Khi ra tòa, ánh mắt Dông Gu lại đờ ra như trước. Khi luật sư hỏi, có phải anh đã giết người không? Đám người lại bắt đầu phẫn nộ, ai ai cũng muốn đánh chết tên cầm thú. Đội trưởng đứng lên nói tinh thần của Dông Gu không được bình thường. Dông Gu lại nói hết lần này tới lần khác. Có thể đoán được kết quả dù phán quyết ban đầu. Sau đó, mọi người trong tù không muốn Dông Gu chấp nhận số phận như vậy. Họ đoàn kết tất cả phạm nhân của nhà giam, lập kế hoạch cho một án vượt ngục cực lớn trong một buổi chiều tối cực đẹp, để Dông Gu và con gái anh ngồi trên khinh khí cầu, để họ xuất phát bằng tình yêu thương giữa tất cả mọi người. Đội trưởng nở nụ cười, người lính canh trên tháp cũng cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người. Đáng tiếc, sợi dây níu khinh khí cầu bị mắc vào lưới sắt, kế hoạch vượt ngục này thất bại. Ngày hành hình là sinh nhật của cô bé, đội trưởng đưa cô bé tới phòng giam số 7 để cô bé gặp bố mình lần cuối. Mọi người giả vờ cười nói vui vẻ, nhưng ai ai cũng lặng lẽ gạt nước mắt. Đón xong sinh nhật, Dông Gu và con gái nắm tay nhau ra khỏi phòng giam số 7. Một cánh cửa sắt ngăn bước chân của họ. Lại đến lúc chia xa, hai người ôm nhau lần cuối. Họ đều cười. Cuối cùng giám ngục đưa Dông Gu đi vào lối rẽ. Anh ta còn vui vẻ làm mặt quỷ với con gái. Dông Gu đi rồi, nhưng vừa qua lối rẽ, anh đã ngã ra đất. Mà con gái nhìn mãi về ngã rẽ. Đội bố lại nhảy ra như trong quá khứ, làm cho cô bé bất ngờ. Lần này thì không, cô bé lại đếm thêm lần nữa. Cuối cùng không nhịn được. Dường như Dông Gu đột nhiên bị đánh thức, anh bỏ mặc tất cả chạy lại, ôm chặt con gái qua cánh cửa sắt và khóc to. Người đàn ông dù bị đánh cũng chưa từng khóc này. Khi anh ta ý thức được rằng mình không bao giờ được gặp con gái nữa, lần đầu tiên anh quay qua cầu cứu tất cả mọi người. Anh nói mình sai rồi, anh nói xin lỗi, anh nói cứu tôi với. Đội trưởng rơi nước mắt, anh không cứu được Dông Gu, thế giới này không cứu được một thiên sứ. Sau này đội trưởng nhận nuôi cô bé, coi cô bé như con ruột. Rất nhiều năm về sau, cô bé trở thành một luật sư chính trực và thiện lương y như tâm nguyện của bố mình. Cô ấy tìm được những người chú trong phòng giam số 7 năm xưa, ai ai cũng làm chứng cho Dông Gu, không ngừng biện hộ cho Dông Gu. Cô gái thành công rồi, Lee Dông Gu được phán quyết vô tội. Kết phim, cô gái ra khỏi nhà giam, bên ngoài tuyết rơi lớn, dường như cô nhìn thấy được hai cha con trong khinh khí cầu đang vẫy tay với cô. Thế giới này luôn có tuyết rơi giữa tháng 6, nhưng đừng sợ, chúng ta có thể nhớ mãi những giây phút ấm áp đó. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem. Hãy nhớ like, chia sẻ, follow kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.